Thời gian qua, một số nhà máy sản xuất gạch trên địa bàn tỉnh đưa robot vào thay thế lao động thủ công, qua đó tạo ra sức cạnh tranh sản phẩm cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường nơi sản xuất. Ông Hoàng Văn Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Thanh, đơn vị đầu tư dây chuyền sản xuất gạch nung bằng robot đầu tiên của tỉnh Hưng Yên cho biết, từ tháng 8 năm 2018, công ty hoàn thành việc lắp đặt và chạy thử dây chuyền sản xuất gạch với sự tham gia của hai robot. Do tự động hóa trên 80% công đoạn nên ca sản xuất giảm từ 45 đến 60 công nhân, nâng được công suất lên từ 3 đến 5 lần phương pháp sản xuất gạch bán thủ công trước đây. Theo đó, một ngày, dây chuyền sản xuất từ 20 đến 25 vạn viên với chỉ từ 30 đến 45 lao động thay cho 110 đến 120 người như trước kia. Khi đưa cái hệ thống robot này vào là hiệu quả, làm rất có năng suất, tỷ lệ sản xuất ra gạch rất là đẹp, đem lại năng suất cho nhà máy. Và trong cái khi sản xuất công nghệ robot này là tránh tối thiểu được cái ô nhiễm môi trường vì các viên gạch sản xuất ra, viên nào được viên ấy không bị rơi vào. Tương tự như công ty Hoàng Thanh, công ty trách nhiệm hữu hạn Tuân Thịnh Phát ở xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên đầu tư 3 robot và hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại cho ra sản phẩm gạch chất lượng cao. Do một ca chỉ cần 10 công nhân vận hành nên chủ động được nguồn nhân lực và giờ chạy máy. Công nghệ mới là nó ổn định khi chúng tôi là sử dụng mà cái robot là nó làm cái giờ thấp điểm, cái là làm đêm. Tận dụng cái điện đó là rất lợi ích và chủ động được những cái việc làm, nó không phụ thuộc theo cái sự nhân công thủ công nữa. Tỉnh Hưng Yên hiện đang có 2 công ty khác đang đầu tư công nghệ tự động hóa vào sản xuất gạch, qua đó góp phần nâng cao năng suất, năng lực của cơ sở trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là người lao động không còn phải bịt khẩu trang khi vận hành máy như làm gạch trước kia. Không có vấn đề gì mệt cả vì mình không phải không dùng sức. Bây giờ chỉ dùng máy mình cài đặt nó là tự nó làm thôi. Mình chỉ ấn nút cái là xong thôi. Được biết mức đầu tư trung bình một robot do Nhật Bản sản xuất là 3,5 tỷ đồng. Từ dây chuyền hiện đại, lương trung bình của một công nhân vận hành tại bộ phận đã được nâng từ 4 đến 5 triệu một tháng lên 7 đến 10 triệu đồng một tháng một người. Công nghệ mới đã tạo ra sự đột phá trong năng suất, giảm ô nhiễm môi trường nơi làm việc, đồng thời nâng cao sự cạnh tranh về giá thành, đáp ứng thời đại khoa học công nghệ bùng nổ như hiện nay.